Chào quý vị và các bạn, thì hôm nay qua clip này công ty Vigo Việt chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về các cái loại giấy nhám lông như thế này. Chúng ta có thể có các loại ví dụ 80, 240, 400 vân vân. Thì với cái đế giấy nhám như vậy, chúng ta có thể là gắn vào cái đế nhám là 5 inch. Giả sử tôi có giấy nhám là cái máy chà nhám Rima 5 inch với lại cái loại là đế gai như thế này, thì khi mua về chúng ta chỉ cần là gắn in vào trong cái đế như thế này là chúng ta có thể dùng được rồi. Đó, thì với cái đế 5 inch thì nó có lông, thì chúng ta chỉ cần gắn vào thì nó sẽ dính chắc ha. Đó, thì ngoài cái loại đế gai này thì chúng ta còn có cái kiểu là giấy nhám là kiểu đế trơn thì chúng ta có thể là bóc ra. Đó, bóc keo rồi chúng ta dán vào. Thì ngoài ra thì công ty Vigo Việt chúng tôi thì cung cấp các loại máy chà nhám tròn 5 inch, 6 inch có hút bụi, rồi máy chà nhám vuông, máy chà nhám tam giác vân vân. Thì để ủng hộ kênh nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc khách thành công.